Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gỡ iCloud bị ẩn trên iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng cài đặt nha. Rồi hiện tại cái iCloud của mình nó bị ẩn này. Các bạn không thể nào mà có thể bấm vào được, nó ẩn như thế này. Thì để mà gỡ được á thì bước đầu tiên các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào thời gian sử dụng. Rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào bật giới hạn. Rồi bước này các bạn kéo xuống nha. Các bạn tìm tới cái mục tài khoản này. Hiện tại thì nó để là không cho phép nha. Các bạn bấm vào. Rồi các bạn sửa lại là cho phép. Rồi sau đó các bạn nhập mật mã thời gian sử dụng. Rồi sau đó các bạn bấm quay ra, quay lại. Rồi sau đó các bạn kéo lên. Các bạn bấm tắt bật giới hạn đi. Rồi sau đó các bạn bấm quay lại. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái dòng chữ là thay đổi mật mã thời gian sử dụng. Các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm tắt mật mã thời gian sử dụng nha. Rồi bước này các bạn nhập mật mã thời gian sử dụng vào. Rồi vậy là mình đã gỡ iCloud bị ẩn trên iPhone thành công. Bây giờ mình quay ra cái phần cài đặt này. Quay ra tới cái phần iCloud này. Rồi bây giờ mình đã gỡ iCloud bị ẩn thành công này, mình có thể bấm vào được rồi. Đó. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách gỡ iCloud bị ẩn trên iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.